Bắc Giang, Đồng Nai bổ nhiệm nhân sự mới. Ngày 29 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm lại các cán bộ. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc, trưởng phòng tổng hợp, văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh giữ chức phó chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Điều động và bổ nhiệm ông Lâm Xuân Thủy, chánh thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường giữ chức vụ phó chánh thanh tra tỉnh. Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Sơn, trưởng phòng quản lý nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng giữ chức vụ phó giám đốc Sở Xây dựng. Bổ nhiệm lại chức vụ phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với ông Dương Ngọc Chiên. Cùng ngày, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Đỉnh đã chủ trì hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ. Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Trung ương về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Vẹn, trưởng phòng đoàn thể và các hội của Ban Dân vận Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh tin tưởng, với quá trình công tác tại Ban Dân vận Tỉnh ủy, bà Nguyễn Thị Vẹn tích lũy được kinh nghiệm, thể hiện bản lĩnh, năng lực công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.